Mà chạy đâu? Ô, à nó không để ý luôn này. Ôi nhảy luôn. Ôi rồi ôi, trời ơi. Mẹ nhà mày, mẹ nhà mày, mèo này. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình nhá. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm cho các bạn xem thêm một video tử chiến nữa các bạn ơi. Và mình xin chúc cho các bạn đấy khi mà xem cái video của mình có một ngày mới thiệt là vui vẻ nhé các bạn. Và ok, bây giờ chúng ta vẫn sẽ gọi là mua cho mình cái khẩu súng lục G18 như bình thường thôi. Đấy, à đâu, chứ bình thường là mình toàn xài tay không mà toàn xài tay không bắt giặc. Nhưng lần này mình quyết định là xài G18 không chấp địch nữa em ạ. Chấp hoài nhiều cũng chán em ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ dâng lên phía trên để gọi là tạo nên một kỳ tích em nhá. Ồ, vãi trở thấy được một thanh niên này này. Úi dồi ôi, mồi ngon bạn ơi. Ồ, thanh niên đây, này, anh em mình headshot em quay lại G18. G18 headshot, úi dồi ôi, bạn đi bắn kiểu gì đây, bạn đi bắn chim trên trời à? Chim của mình chỗ này cơ mà bạn cứ ngắm vào chim trên trời là sao nhỉ? Chả hiểu cái gì. Ok, vậy chúng ta đã có được cái mạng đầu tiên rồi, bây giờ mình sẽ chế rượu thằng này luôn anh em ạ. Đấy, cái tội là láo ngơ, gọi là ngáo nga ngáo ngơ, mình ở ngay trước mặt không nhìn đi đâu, cứ đi bắn đồng đội của mình. Thế nào tôi phải nhảy cho thằng này ăn mừng cho thằng này nó nhây anh em ạ. Đồng đội của tôi còn béo giết đi kìa. Nhảy tiếp. Đấy, bố quà xòe quà. Thôi, cho thanh niên này ra đi thanh thản cái nào. Đấy, trông thương vãi trưởng luôn. Cứ lăn lê bỏ trượt ra thôi. Đấy thì bây giờ chúng ta đã có được cái mạng đầu tiên rồi và bây giờ chúng ta chuẩn bị có cái mạng thứ hai em này. Nào từ. À góc này bắn hơi khó em ạ. Ta ra góc bên trái là cay hết mạng đồng đội này. Yeah. Mình làm một lần thôi. Nào. Mình làm một lần thôi. Bịt mẹ chúng mày. Thằng danh con này. Đây, ok, bạn gì chưa mạng thứ hai. Easy không? Quá là easy đâu chứ cái gì nữa. Bây giờ là đội của bạn bây giờ chỉ còn đúng hai thiên cuối mà đội mình tận 4 thằng cơ. Ui giời, với cái tỷ số như này thì team mình thắng là cái chắc rồi em ạ. Thề với anh em luôn. Đây, bây giờ cái việc mà chúng ta cần làm ấy, đấy là xác định vị trí của hai thanh niên cuối cùng ở trong cái trận đấu này. Có vẻ như hai thằng này nó trốn khá là kỹ nhỉ. Nó tìm cả trên cả dưới, cả trái cả phải mà méo thế tại bọn này đâu cả. Không được cái gì luôn đấy. Nó chạy đâu nhỉ? Chạy đâu? À đây, tôi thấy bây giờ lại ui đang đau. Ui rồi còn 2 HP. Đây, tôi lại sợ ông quá cơ, ra đây bắn tôi đi. Bắn tôi đi. Ui sao? Chạy vào trong góc tối này làm cái gì? Tôi 2 HP rồi mà, ông phải máu lên ông hiểu không? Máu lửa lên. Tôi yếu như này rồi, ông chơi được nữa thì đến bao giờ ông chơi được tôi hiểu không? Ok, vậy là team mình đã có được cái ván chiến thắng đầu tiên rồi em ạ. Rất là đơn giản phải không? Không vì gì khó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ mua cho mình cái khẩu súng nó VIP hơn một tí nha. Sao vào đầu thứ hai này, chứ gì đã mua được MP10 này, có thể mua MP10 không anh em? Em đoán thử xem nào. Mua luôn chứ gì nữa. Đang nghiện rồi còn ngại nữa đúng không các bạn? Đấy. Thì nói chung là khi mà mình sở hữu khẩu súng này thì chắc chắn là đội bạn là gọi là ngỏm củ tỏi là cái chắc rồi, trừ khi là mình chôn ấy thì may ra mới thua thôi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dâng lên cái khu vực ở phía đằng trên luôn mọi người nhá. Và các bạn đừng quên ấy, nếu các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá. Nào. Và chúng ta đang ở sau với cái thùng container này anh em ạ. Và có vẻ như gọi là 4 người đồng đội chúng ta, 4 người đấy ở nguyên sau thùng container không chịu di chuyển. Thế thôi, mình sẽ là người tiên phong đầu tiên vậy. Bọn này lười di chuyển vãi trưởng luôn, vãi cả trưởng luôn. Ở bên dưới nhà mà vẫn bị ăn bắn được, tôi đến lại ông luôn rồi đấy. Không hiểu kiểu gì luôn đấy. Đấy, may ra vẫn còn biết cứu nhau. Bây giờ một mình sẽ công lên phía trên trước nhá. Đội bạn có 4 thằng, bây giờ mình chỉ có mỗi mình thì mình thôi. Hơi khó em ạ. Không sao em ạ. Những việc càng khó mình lại càng thích. Mày đây, thế bây giờ rồi. À mày bắn ai? Mày bắn ai con lợn nhựa này? Con lợn nhựa này, một con lợn nhựa đã nằm đất rồi em ạ. Tìm nốt hai con lợn nhựa còn lại xem nào. Hai thằng lại đâu? Ui giời, đã nổ súng và đã bắn đồng đội tôi nốc rồi, nhanh thế nhỉ? Đâu rồi? À tao thấy cái đầu trắng của mày rồi nhá. Cái thằng bạch tạng này nữa, tao thấy mày rồi. Mày chạy đâu? Ô, à nó không để ý luôn này. Ôi nhảy luôn. Ôi rồi ôi. Trời ơi, mẹ nhà mày, mẹ nhà mày, mèo này. Mày bắn ai mày? Anh không thể bắn chú tôi, chú dám quay ra bắn anh à? Láo thật sự luôn đấy em ạ. Khổ thật, thanh niên này vãi trưởng ra luôn đấy. Tôi ngồi ông này xong, gọi là ngồi xong này một lúc rồi, ông ấy không méo biết gì luôn, ngáo nga ngáo ngơ. Chơi thế này là hỏng rồi bạn ơi. Là bây giờ đội bạn có đúng một thanh niên cuối thôi đúng không? Tôi đang ghi ở sau chỗ này này, đúng không? Đúng không? Chuẩn mẹ luôn rồi, chuẩn mẹ luôn rồi em ơi. Ok nhá, easy không em? Đấy, chơi nó cứ việc gọi là easy luôn. Nhắm mắt xuôi tai một cái là cũng được hai trận rồi em. Quá là đơn giản luôn. Ok, bây giờ chúng ta đến với cả cái ván đấu thứ ba em nhá. Nãy giờ chúng ta thắng hơi nhiều nhỉ, có nên nhả cho gọi là cái địch một trận thắng không anh em? Em đoán thử xem, cái thắng hoài như này khổ lắm cơ, khổ tập lắm các bạn ạ. Đây này, ok, mình sẽ mua thêm ít nấm khác cho đồng đội của mình luôn nha mọi người nhá. Đấy, bom kẹo là cái trang bị không thể làm thiếu được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ dâng lên cái khu vực phía đằng trên thôi. Ui, nói chung là sao đồng đội của tôi với cả đội bạn trông không có gì với con boss này nhỉ? Chơi cứ lạ lạ kiểu gì ấy.
Mặc dù là tất nhiên là trong cái chế độ này thì không bao giờ là có bot đâu các bạn. Nếu mà bot ấy thì nó chỉ có cái chuyện đấy là được ghi thôi chứ nó không biết bắn đâu. Đấy. Còn khi mà các bạn đã chơi từ chiến là chắc chắn là toàn người thật hết rồi. Ui thật quá là đồng đội tôi của AFK kìa. Mẹ mày, mày bắn đi. Nào, mày bắn đi. Mày bắn thì thằng đồng đội của mày sẽ phải trả giá cho mày nhá. Thấy gì chưa? Cuốn máu cho đầy cái đá. Móc. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc lúc vòng ra phía đằng sau để có thể chơi thứ tiền thôi mọi người ạ. Không chần chừ làm cái gì nữa. Đâu rồi? Ông đâu rồi? Ông ở đâu thì móc lông lòi đầu ra đây nhá. Ai à đâu? Mẹ cho mày. Con lợn này. Mày bắn tao hơi nhiều đấy con lợn này. Nó phải trả giá anh em ạ. Đây, tiếp tục để tôi cuốn máu ở đấy tôi dâng lên nhá. Nào, dụng keo luôn. Đấy, mày định bắn ai? Mày định bắn ai con lợn này? Mày bắn ai? Nào. Mày bắn ai con lợn nhựa này? Con lợn nhựa này. Mày bắn tao nữa đi. Mặt tao chơi chơi như cái gọi là bánh giày này. Đập vào đây, xi đông luôn đấy. Ok, mạng tiếp theo nhá. Em thấy đơn giản không? Gạt gió thiên tiên phía đất trên này luôn. Không thể nào mà để cho thằng ấy đẻ trứng được. Ui rồi, gọi là full 200 HP luôn em ạ. Quá đơn giản luôn. À, đâu rồi, thiên tiên cuối cùng của chúng ta đâu rồi? Và là hiện tại trên ván đấu này chỉ còn một thiên tiên cuối thôi đúng không? Ui không khéo là team của tôi là thắng liên tục được 4 trận liên tiếp luôn đấy anh em ạ. Đâu rồi? À đây rồi, đây. Ui cái gì đây? Nó chỉ ăn độc rồi. Phải trưởng ra luôn, mình còn chưa kịp. Chứ nhìn thấy mặt thằng này luôn ấy. Thế mà chứ gì đã bị chết bởi cái vòng bò thì phải. Không biết vòng bò hay là đồng đội mình kill nữa. Ok, nói chung là chúng ta đã chiến thắng thêm trận nữa rồi. Và đây sẽ là trận đấu quyết định của chúng ta trong cái chế độ tử chiến này. Đó, không biết là chúng ta có nên để cái địch nó gỡ lại không nhỉ. Chúng ta thắng 3 trận rồi, không để cái địch gỡ thì hơi buồn cười ấy nhỉ. Mà thôi, các cụ có câu là đừng bao giờ là khinh thường kẻ địch các bạn ạ. Đôi lúc mà các bạn khinh thường kẻ địch ấy, kể cả các bạn thắng 3 trận rồi, chỉ cần là kẻ địch nó lấp được 1 trận thôi, cho nên nó có đà, nó cứ qua đà nó thắng ấy thì vỡ mồm chó sồn rồi em ạ. Nên là thôi, kiểu đấy, chơi kiểu gì là cứ chắc cú kiểu đấy thôi em ạ. Đấy thì bây giờ ta cứ dâng lên phía trên và của nó thắng nốt ban đầu đây luôn mọi người nhá. Nào, bây giờ mình sẽ kiếm cho mình một cái vị trí lúc cho là an toàn một tí. Chúng ta sẽ từ từ là đẩy thẳng lên phía đằng trên. Như vậy nó sẽ ảm, như vậy nó sẽ an toàn hơn cho bản thân mình mọi người nhá. Đấy, đấy, ôi, ba trưởng là bạn bắn kiểu gì đây? Bắn kiểu gì mà, chưa gì là hai thằng đã quá hai thằng nốc rồi. Mẹ béo bắn thế này, chết tôi rồi mấy ông ạ. Tôi chưa kịp ăn của ông nào mạng nào cả. Nào từ từ mà chúng ta sẽ từ từ dâng lên phía đằng trên mọi người nhá. Khả năng cao là chúng có đang ở trên nhà chúng có đang phục kỹ đi các bạn ạ. Đấy, không thấy căn này à? Cái căn bên cạnh xem nào. Đấy, các bạn biết tại sao mình phải ngồi xuống không? Ngồi xuống nó chắc không có tiếng chân các bạn ạ. Đấy. Nào, check ở trên này xem nào. Ô, không có à? Các bạn đã chạy đâu rồi? Rõ ràng tôi nghe tiếng súng ở rất là gần cái vị trí cơ mà. Đấy, quái nào không thấy đâu nhỉ? Lạ thật sự đấy. À, đây tôi thấy một thiên nhiên ở phía dưới rồi. Dồi ôi, bé ông ơi, mới biết bây giờ tôi sẽ làm gì không? À, bây giờ từ từ để tôi nhảy xuống phía dưới này. Nhảy xuống dưới này. Ơ thằng này nó không biết gì luôn. Ôi để tôi nhảy sau thằng này một lúc nhá. Nào nào. Nó không biết gì luôn. Ôi đồng đội tôi béo nó bắn luôn này. Ôi trời ơi. Bạn ơi là bạn ơi. Bạn này chơi đồ đúng không? Nghiện là dở rồi. Chán lắm bạn ạ. Nó chạy mình ở nhảy ở ngay dưới phía đằng sau. Thế mà không biết cứ cắm đầu cắm cổ và bắn thằng đằng trước rồi. Chịu ông này luôn. À ông này luôn rồi các bạn ạ. Nào chỉ còn một thi cuối thôi đúng không? Cuối cùng đâu rồi? Nó đâu à? Tôi đang nghi nó sau cổng keo này. À chuẩn bố bài luôn. Ui giời vãi cả chúng nó nhanh thế tôi chưa kịp làm gì luôn. Đẹp thế nhỉ? Ok, nói chung là dù gì là chúng ta đã thắng rồi. Và nếu các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại cho mình một like và nhấn subscribe để đừng quên bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá.